À, cái máy này em chuẩn bị em kiểm tra để em gửi về Trà Vinh anh chị ạ. Cái này là một đơn hàng của thầy trụ trì chùa ấp 6 ở Tiểu Cần Trà Vinh anh chị ạ. Thì khi mà nhận đơn hàng này thì là nói chung là em phải kiểm tra rất là kỹ từng con ốc một, và em thay hết, tức là có 4 con ốc lục giác đằng sau em thay hết anh chị ạ. Tại vì khi mà sử dụng ông con ốc của kia nhà sản xuất ấy, thì là nó sẽ không không được chắc chắn cho lắm và dùng nó sẽ không được bền anh chị ạ. Thì em sẽ thay, tức là thay 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 hết 4 con ốc này dùng cho nó chắc chắn. Ốc này thì em mua ở ngoài, mua ở ngoài cũng thường dạng là ốc tốt anh chị ạ, tức là cái gen của nó rất là to. Đấy, một con ốc như vậy thôi là em mua là 1.000 một con anh chị ạ. Nếu mà 1.000 con là hết 1.000.000 rồi. Đấy, 100 con là hết 100.000. Đó, thì cái này nói chung là mình bán cho sư thầy, thầy đặc biệt là thầy trụ trì nhé, và bán cho chùa nên là em kiểm tra và làm rất là cẩn thận. Đó, chứ không có vấn đề gì xảy ra là mình mang tội anh chị ạ. Đấy, nếu mà ví dụ giả sử mà anh chị mua, tức là mua hàng với em ấy, thì là em sẽ cũng sẽ kiểm tra. Đó, tức là kiểm tra từng từng cái chi tiết con ốc như này cho anh chị. Tức là nếu mà em cảm thấy mà không ổn ấy, thì em sẽ thay con ốc mới. Đó, thay con ốc mới nó chắc chắn hơn cho anh chị, để anh chị có thể yên tâm sử dụng trong một thời gian dài không gặp vấn đề gì hết. Sau khi mà em kiểm tra từng con ốc, từng chi tiết một xong ấy, thì là em sẽ bọc mô xốp ở đế anh chị ạ, bọc mô xốp ở đế, và để cho trong quá trình vận chuyển nó không gặp vấn đề gì hết, tức là hư hao hay là bể vỡ gì đấy. Và bên ngoài thì em có bọc một cái màng PE để tránh mưa anh chị ạ.